folks of mine, I begin smiling. And I can hear sweet voices singing, Ave Maria. All my life, my love, this can really be. That someday, your love, Daddy, I was me. Let it be, let it be, that I'm a one for you. I'll be yours, now and forever. Rộn ràng hạnh phúc đang tràn dâng, nồn nao lâng lâng sao xuyến đến ngập lòng. Ngày đám cưới đưa tình ta lên ngôi cao thắm, trầu xanh đẹp duyên đôi lứa. Rộn ràng kiều rước dâu về dinh, ngân gian xa xa câu hát thăm đường tình. Tình kết trái đắm trời xanh non thơ, kỷ niệm xưa thật rồi như ta ước mơ. Nhớ không em trò chơi đám cưới ngày xưa, tóc cô dâu ta xuống kết bông 10 giờ, bên chú rể lên trần che lỏng vàng lá chuối, xây tổ ấm nguy nương mơ ước ngày nên đôi. Mỗi tờ sắc son bạc đầu, gian khó vẫn không sợ, ta một lòng bên nhau, tình ta vẫn mãi xanh nồng nàn đậm sâu.
rộn ràng hạnh phúc đang tràn dâng, nồng nao lâng lâng sao xuyến đêm ngập lòng. Ngày đám cưới đưa tình ta lên ngôi cao thắm trầu xanh, đẹp duyên đôi lứa. Rộn ràng kiều rước dâu về dinh, ngân gian xa xa câu hát thăm đường tình. Tình kết trái đâm chồi xanh non thơ, kỷ niệm xưa thật rồi như ta ước mơ. Nhớ không em trò chơi đám cưới ngày xưa, tóc cô dâu ta xuân cất bông mười giờ, bên chú rể lưng trần che lỏng vàng lá chuối, xây tổ ấm uyên ương mơ ước ngày nên đôi. Mỗi tờ duyên từ đây gắn bó trầu cao, đến trăm năm thủy chung sắc son bạc đầu, gian khó vẫn không sờn ta một lòng bên nhau, tình ta vẫn mãi xanh nồng nàn đậm sâu. Nhớ không em trò chơi đám cưới ngày xưa, tóc cô dâu thả xuân kết bông mười giờ, bên chú rể lưng trần che lòng vàng lá chuối, xây tổ ấm quê hương mơ ước ngày nên đôi. Mỗi tờ duyên từ nay gắn bó trầu cao, đến trăm năm thủy chung sắc son bạc đầu, gian khó vẫn không sờn ta một lòng bên nhau, tình ta vẫn mãi xanh nồng nàn đậm sâu. Gian khó vẫn không sờn ta một lòng bên nhau, tình ta vẫn mãi nồng nàn đậm sâu. Đám cưới
trên sông, nhịp cầu đưa em qua phố đông, gặp người yêu bao năm ước mong để uyên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ thanh thang, trên con đường nắng đổ chang chang, gió miên man theo từng bước chân nàng, cất tiếng hát chúc mừng đôi tình nhân bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu. Thôi kia thăm mãi bên dàn trầu, mai sau đôi lửa chung nhịp cầu. Nhịp cầu đưa em qua bên sông, nhịp cầu đưa em qua phố đông, gặp người yêu bao năm ước mong để uyên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ thanh thang, trên con đường nắng đổ chang chang, gió miên man theo từng bước chân nàng. Đám cưới về trên thành đô, hôm nay trông chú rể thật là hiền, trao bông tai nhẫn cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ hàng. Trao bông tai nhẫn cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ hàng. Chàng một phen nhớ đưa bóng
Chỉ có con người chúng ta mới thể hiện được sự duyên dáng, sự lung linh cũng như sự huyền ảo của tình yêu. Và ngày hôm nay tình yêu của Lương Quỳnh và Đức Duy cũng không nằm ngoài ý đó. Kính thưa các cụ bề trên, kính thưa toàn thể các quý vị khách quý trân trọng và kính mến. Ngày hôm nay là ngày lành tháng tốt, ngày ông Tơ Bảo Nguyệt sẽ sợi chỉ hồng để cho tình yêu của Lương Quỳnh và Đức Duy được sự thuận tình đẹp ý của gia đình bác mẹ đôi bên. Hai gia đình chúng tôi long trọng tổ chức lễ ăn hỏi cho đôi bạn trẻ. Và lúc này đây, cho phép ban tổ chức xin được trịnh trọng tuyên bố chương trình lễ ăn hỏi của đôi bạn trẻ Lương Quỳnh và Đức Duy xin chính thức được bắt đầu. Lúc này đây, cho phép ban tổ chức chúng tôi xin được chuyển lời của gia đình. Trân trọng kính mời các cụ ông, cụ bà. Trân trọng kính mời các quý vị đại biểu khách quý chúng ta đang hiện diện tại tư gia của gia đình họ nhà gái chúng tôi. Xin mời quý vị chúng ta cùng tự nhiên xơi nước, xơi thuốc, xơi bánh kẹo và cùng dành những lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc phúc cho hai gia đình, chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể. Kính thưa quý vị, và theo như phong tục cổ truyền của người Việt Nam chúng ta, ngày hôm nay được sự nhất trí giữa đôi bên gia đình họ nhà trai có sắm cơi trầu chính lễ đến với tư gia của gia đình họ nhà gái. Trước xin phép được kính cáo tổ tiên, sau xin phép cùng toàn thể đại gia đình của gia đình họ nhà gái để long trọng tổ chức lễ ăn hỏi cho đôi bạn trẻ Lương Quỳnh và Đức Duy. Và lúc này đây, trước sự hiện diện chứng kiến của toàn thể các quý vị khách quý, cho phép ban tổ chức chúng tôi xin được trịnh trọng giới thiệu và kính mời lời phát biểu của một vị đại biểu sẽ đại diện gia đình họ nhà trai. Chúng tôi xin phép được trân trọng kính mời. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, anh em, cô dì, chú bác của hai bên gia đình bốn họ. Kính thưa toàn thể bạn bè nam nữ, thanh niên gần xa của hai cháu Duy và Quỳnh. Cho phép thay mặt cho đoàn đại biểu của gia đình nhà trai, chúng tôi xin có đôi lời phát biểu. Trước hết, thay mặt cho đoàn đại biểu gia đình nhà trai, chúng tôi xin được có lời chào trân trọng và lời kính chúc sức khỏe của các cụ, các ông, các bác và toàn thể gia đình nhà ta. Như chúng ta đã biết, thì qua thời gian tìm hiểu của hai cháu Duy và Quỳnh thì đã đến độ chín mùi và hai cháu đã quyết định tiến tới tổ chức lễ thành hôn, sống trăm năm hạnh phúc bên nhau, và được sự tạo điều kiện nhất trí của hai bên gia đình đã tạo điều kiện, và đặc biệt là ông bà Trịnh và bà Hòa đã tạo điều kiện cho các cháu, và Xiền và bà La. Thì hôm nay được sự nhất trí của gia đình, đoàn đại biểu gia đình nhà trai chúng tôi có cơ trầu, gọi là miếng trầu là đầu câu chuyện, để xin phép được thưa chuyện cùng với các cụ, các ông, các bà và toàn thể gia đình nhà ta. Và để bàn nhau hoàn tất các cái thủ tục tiến tới tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu thì đã được hai gia đình. Thì thay mặt cho đoàn đại biểu, đoàn nhà trai, chúng tôi xin được
trịnh trọng giới thiệu và có các vị đại biểu là đại diện cho gia đình, hai bên gia đình, bên nội, bên ngoại. Về phía bên nội thì có vị đại biểu là trưởng tộc, trưởng họ của dòng học đại phạm chúng tôi. Và bên ngoại của gia đình cháu Duy thì cũng có một vị đại biểu là trưởng tộc của gia đình cháu Duy. Đấy. Thế và cùng toàn thể các bác, các chú, các thím, các cô, các dì và anh em trong gia đình và bạn bè nam nữ thanh niên của cháu Duy đã hiện diện trước gia đình và kính mong các quý vị đại biểu là chứng giám cho cái lễ ăn hỏi bỏ trầu của cháu Duy và cùng nhau bàn bạc thống nhất theo cái nghi lễ tổ chức hôn nhân cho hai cháu trên dưới hạnh phúc. Và một lần nữa thay mặt cho đoàn đại biểu gia đình nhà trai, chúng tôi xin kính mời một vị đại biểu cho gia đình nhà gái là ra đón nhận cái lễ vật của gia đình nhà trai chúng tôi. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Đại biểu đại diện gia đình hoặc nhà trai, kính thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày sum họp chúc mai tình trong một khắc mà nghĩa dài trăm năm. Và sau đây ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng kính mời một vị đại biểu đại diện gia đình họ nhà gái sẽ có lời phát biểu trước sự hiện diện của các quý vị khách quý ngày hôm nay. Ban tổ chức xin phép được trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, thưa các bác, cụ ông, cụ bà, anh em nội ngoại, hai bên gia đình và bạn bè nam nữ của hai cháu. Qua một thời gian tìm hiểu, cháu Quỳnh và cháu Duy đã nguyện kết tóc xe tơ và quyết định đi đến hôn nhân. Hai gia đình chúng tôi đã có những cuộc thăm thân để hiểu biết thêm về hai gia đình và vun vén tác thành cho hai cháu để nên vợ nên chồng. Hôm nay chọn ngày lành tháng tốt, các cụ họ nhà trai có chút lễ vật để kính gia tiên họ nhà gái, xin cho cháu Duy được làm rể gia đình họ nhà gái chúng tôi và cháu Quỳnh về làm dâu các cụ họ nhà trai. Thay mặt họ nhà gái, chúng tôi xin đồng ý và tiếp nhận lễ vật để kính gia tiên. Một lần nữa, thay mặt cho họ nhà gái, chúng tôi xin kính chúc các cụ, các ông, các bà, bạn bè nam nữ của các cháu mạnh khỏe, nhiều niềm vui và ngập tràn hạnh phúc. Về phía đoàn đại biểu họ nhà gái chúng tôi tiếp đón các cụ họ nhà trai gồm có tôi và bà nhà tôi, tức là ông bà nội của cháu, thế và có bà Dung và Tuyết là chị ông bà nội của cháu, vợ chồng các cô chú Thăng Phúc, rồi này cô Mơ, cô Ngọc, cô Yến, cô Nhí, các cụ, các ông, các bà mạnh khỏe và hạnh phúc, xin được cảm ơn. Qua lời phát biểu của vị đại biểu đại diện gia đình họ nhà trai, lời đáp từ của vị đại biểu đại diện gia đình họ nhà gái, quý vị chúng ta thấy được sự thuận tình đẹp ý giữa gia đình bác mẹ đôi bên nhất trí đồng lòng để xe duyên cho tình yêu của Lương Quỳnh và Đức Duy. Và ngay sau đây sẽ là những hình ảnh vô cùng tuyệt đẹp, những hình ảnh mà tất cả quý vị chúng ta cùng mong chờ. Cho phép ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và trịnh trọng kính mời người mẹ thân sinh ra chú rể Đức Duy sẽ trao sính lễ ăn hỏi cho người mẹ thân sinh ra cô dâu Lương Quỳnh trước sự hiện diện chứng kiến của toàn thể các quý vị khách quý. Và cho phép ban tổ chức chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời các vị đại diện của hai bên gia đình chúng ta cùng chứng kiến cho giờ phút vô cùng thiêng liêng và hạnh phúc này. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời. Miếng trầu, miếng cau, ngày xưa, chữ tình, chữ duyên, ngày nay, kết chặt bao trăm năm tình đôi lứa, hai họ tình thông ra giờ khăn thiết, sẽ kết dây tơ hồng, đôi lứa nên vợ chồng, son sắc son đôi duyên trầu cau, đình đám. Duyên thắm duyên nồng, thuyền đã sang sông, đậu bến uyên ương. Đang đang đình đang duyên tốt duyên lành, hạnh phúc trăm năm không hề phai úa. Miếng trầu, miếng cau,
ngày xưa ngày xưa. Chữ tình chữ duyên ngày nay ngày nay. Miếng trầu miếng cầu ngày xưa ngày xưa. Chữ tình chữ duyên ngày nay ngày nay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nhau, vun đắp cho tình yêu, cho cuộc sống của đôi bạn trẻ Lương Quỳnh và Đức Di. Cho phép ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng kính mời người mẹ thân sinh ra cô dâu Lương Quỳnh và người mẹ thân sinh ra cô dâu Đức Duy, chúng ta cùng tiến lên sân khấu để cùng trao lễ lại quả trước sự hiện diện chứng kiến của toàn thể các quý vị khách quý. Xin được trân trọng kính mời hai bạn để chúc mừng cho hai bên gia đình, chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể. Vâng, kính thưa quý vị, và đến lúc là Lương Quỳnh và Đức Duy đã thành công tốt đẹp, xin phép được khép lại tại đây. Trân trọng cảm ơn sự hiện diện của các cụ ông cô bà, trân trọng cảm ơn sự hiện diện của các quý vị khách quý rất nhiều. Cho phép ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và trịnh trọng kính mời lời phát biểu của vị đại biểu sẽ đại diện gia đình họ nhà trai trong chương trình lễ xin dâu ngày hôm nay. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời các ông các bà, anh em cô dì, chú bác và anh bạn bè nam nữ thanh niên gần xa của hai cháu Duy và Quỳnh. Trước hết, thay lời cho toàn đại biểu cho gia đình nhà trai, chúng tôi xin chân thành cảm ơn toàn thể gia đình, các cụ, các ông, các bà và gia đình nhà gái chúng ta đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho gia đình chúng tôi được hoàn tất cái lễ ăn hỏi chầu cho hai cháu Duy và Quỳnh. Thế và xin có đôi lời phát biểu tiếp theo. Theo như sự thống nhất của hai bên gia đình đã thống nhất bàn bạc thì hai cháu Duy và Quỳnh đều là sinh năm 1995 và hai cháu đều tuổi hợp, mà cái tuổi của hai cháu thì cũng rất hợp vào cái năm nay và tháng này cũng là ngày này. Thế và như các cụ chúng ta vẫn thường nói, một năm thì có một tháng thì có một ngày và một ngày thì có một giờ. Thì hiện nay cũng là đến giờ hoàng đạo, thì thay mặt cho đoàn đại biểu gia đình nhà trai chúng tôi xin phép các phụ, các ông, các bà và đặc biệt là gia đình hai ông bà Trịnh và Hoàng cho chúng tôi được xin đón cháu Quỳnh về làm dâu con trong gia đình chúng tôi. Xin kính mong các phụ, các ông, các bà và toàn thể gia đình chúng ta tặng mọi điều kiện, và cũng xin kính mời hai bà mẹ sẽ lên chào lễ xin dâu và cũng thay lời cho đoàn đại biểu gia đình nhà trai chúng tôi cũng xin được kính mời toàn thể các cụ, các ông, các bà và toàn thể gia đình chúng ta và bạn bè nam nữ thanh niên đã trở về cùng gia đình nhà trai chúng tôi để chúc phúc cho hai cháu và cùng giao lưu với gia đình nhà trai chúng tôi để mừng hạnh phúc cho hai cháu Duy và Quỳnh. Xin chân thành cảm ơn và xin kính chúc sức khỏe toàn thể một vui chúng ta. Xin chân thành cảm ơn vị đại biểu đại diện gia đình họ nhà trai. Kính thưa quý vị, và ngay sau đây cho phép ban tổ chức chúng tôi trân trọng giới thiệu và trịnh trọng kính mời lời đáp từ trao dâu của vị đại biểu đại diện gia đình họ nhà gái. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời khách quý, thưa các cụ ông cụ bà, anh em nội ngoại, hai bên gia đình và bạn bè nam nữ của hai cháu. Về dự lễ đón dâu về phía nhà gái chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu là về phía ông bà nội, các cô các chú, về phía quê mẹ cháu Hải Dương có ông bà Vấn, ông bà ngoại của cháu, để có bà chị, bà ông Thắng là em bà và các bác các cô các chú ở bên quê Hải Dương cũng về dự lễ đưa dâu ngày hôm nay. Thưa các cụ, các ông, các bà, hai cháu qua quá trình tìm hiểu được ông Tơ và Nguyệt xe duyên, các cháu đã nguyện kết tóc xe tơ và quyết định đi đến hôn nhân. Hai bên gia đình chúng tôi cũng đã làm các cái thủ tục theo phong tục tập quán và theo quy định của pháp luật. Hôm nay như vị đại biểu họ nhà trai phát biểu, chọn ngày lành tháng tốt, các cụ họ nhà trai có cơi trầu đến xin dâu
và để kính gia tiên họ nhà cái xin cho cháu Quỳnh về làm dâu các cụ và cháu Duy về làm rể gia đình họ nhà cái chúng tôi. Thay mặt họ nhà cái chúng tôi nhất trí và đồng ý với lời phát biểu của các cụ họ nhà trai, và cũng đã đến giờ tốt, ngày tốt, tháng tốt. Xin kính mời các cụ, con, các bà đưa cháu lên xe dâu để về nhà chồng. Thay mặt cho nhà gái xin được cảm ơn và chúc các cụ, con, các bà mạnh khỏe, hạnh phúc. Xin được trân trọng cảm ơn. Họ nhà trai cũng như lời đáp từ của vị đại biểu đại diện gia đình họ nhà gái, chúng ta cũng thấy được sự nhất trí đồng lòng của hai bên gia đình, xe duyên cho đôi bạn trẻ Lương Quỳnh và Đức Duy nên duyên vợ chồng. Và ngay sau đây cho phép ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và trịnh trọng kính mời người mẹ thân sinh ra chú rể Đức Duy sẽ trao xính lễ đón dâu cho người mẹ thân sinh ra cô dâu Lương Quỳnh. Trước sự hiện diện chứng kiến của toàn thể các quý vị khách quý ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng kính mời. Chúc mừng cho hai bên gia đình cũng như chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể. Lớn và nồng nhiệt để cùng chào đón sự hiện diện của cặp uyên ương đẹp nhất của chúng ta ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời chú rể cùng đỡ nón và xin được kính mời hai bà cùng trao nón lớn và nồng nhiệt để chúc mừng cho hình ảnh vô cùng tuyệt đẹp, vô cùng hạnh phúc ngày hôm nay. Xin được cảm ơn quý vị. Thưa quý vị, và ngày hôm nay một món quà vô cùng ý nghĩa để thể hiện tình yêu, sự nồng nàn, sự ngọt ngào và khẳng định tình yêu bất diệt của mình. Xin được cảm ơn rất nhiều, và ngay sau đây ban tổ chức xin được trân trọng kính mời món quà đẹp nhất thể hiện tình yêu của mình. Một tràng pháo tay thật lớn và đồng nhiệt để quý vị chúng ta cùng chúc mừng cho giây phút vô cùng hạnh phúc này của đôi bạn trẻ Lương Quỳnh và Đức Duy. Vâng ạ, để đưa cô dâu và chú rể trở về với hôn trường của gia đình họ nhà trai để long trọng tổ chức chương trình lễ thành hôn chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể đã điểm. Ban tổ chức chúng tôi xin được trịnh trọng tuyên bố chương trình lễ vô quy chúc mừng cho tình yêu của Lương Quỳnh và Đức Duy đã thành công tốt đẹp và xin phép được khép lại tại đây. Kính mời quý vị chúng ta cùng khởi thân đứng dậy để cùng trở ra các phương tiện giao thông và đưa cô dâu và chú rể trở về với hôn trường của gia đình họ nhà trai. Cho phép ban tổ chức xin được chuyển lời. Đèn trăng treo tốt trên cao, ánh sao như hôn
quê hương tuyệt vời, quê hương tuyệt vời. Gió mát Tràng Thành, ôi gió mát Tràng Thành, dù tình ta như sóng dù con thuyền tình. Em thấy không em, em thấy không em, em thấy không em, quê hương ta ơi, quê hương tuyệt vời, quê hương tuyệt vời. Tiếng hát ru em, ôi tiếng hát ru em, đưa tình ta như sóng lênh đênh thuyền tình. Em theo anh đi về, về quê hương ta sống. Em theo anh đi về, về quê hương hữu tình. Đồng xanh như gái chưa con, lúa non xuân sao chào đón. Bầy chim nghệ sĩ khoe khoang, thấy em đua nhau hòa đàn. Ngày hội năm xưa năm nay nhớ nghĩa xưa anh lại sáng tìm miếng trầu anh nhận năm ấy để hôm nay anh đến tìm em. Hội làng đông vui là thế mà sao em vẫn đứng ngày vui nhất
chuông ngân lên, giờ thiêng liêng đến rồi. Mắt em long lanh, giọt nước mắt khẽ rơi. Niềm hạnh phúc hòa theo nước mắt em rồi. Nụ hôn ấm nồng đặt lên khóe môi. Ngày vui nhất đời anh, ngày vui nhất đời em, trong chiếc thiệp xinh xinh có tên hai đứa mình. Ngàn lời chúc bình an, đôi bàn tay siết chặt, hai chiếc nhẫn kết lại, minh chứng cho ngày vui nhất. Phút giây mong chờ ngày hôm nay đến rồi. Lúc anh thức dậy, lòng bỗng thấy xôn xao. Ngày hôm nay, ngày vui nhất trong cuộc đời. Ngày em sẽ là một nửa của anh. Tiếng chuông ngân lên, giờ thiêng liêng đến rồi. Mắt em long lanh, giọt nước mắt khẽ rơi. Niềm hạnh phúc hòa theo nước mắt em rơi. Nụ hôn ấm nồng đặt lên khóe môi. Ngày vui nhất đời anh, ngày vui nhất đời em, trong chiếc thiệp xinh xinh có tên hai đứa mình. Ngàn lời chúc bình an, đôi bàn tay siết chặt, hai chiếc nhẫn kết lại, minh chứng cho ngày vui nhất. Xa xa trong giấc mơ, anh vẫn luôn mơ đến ngày vui nhất. Và hôm nay, bầu trời trong xanh, thật nhiều ánh mắt chứng giám. Ngày vui nhất đời anh, ngày vui nhất đời em, chiếc thiệp xinh xinh có tên hai đứa mình. Ngàn lời chúc bình an, đôi bàn tay siết chặt, hai chiếc nhẫn kết lại, minh chứng cho ngày vui nhất. Hai chiếc nhẫn kết lại, minh chứng ngại ngùng anh nói mình cầm tay nhé, đưa em qua những con đường tình yêu. Em chẳng thể dối lòng rằng em đã yêu anh từ lúc nào. Nghe nhịp đập con tim lòng mình thổn thức, anh muốn ta là của nhau. Từ đây em không còn khóc, không có nước mắt đêm về một mình đơn côi. Vì giờ bên em đã có anh sẽ chia những buồn vui. Lòng em luôn luôn nguyện ước, cho dù năm tháng phai nhòa tình ta vẫn xa. Vượt qua sóng gió cuộc đời, mãi mãi ta là của nhau. Anh có còn yêu em như lúc đầu?
khẽ mỉm cười anh nói em thật ngốc nghếch. Anh yêu em đến khi nhắm mắt xuôi tay. Thôi thì em giấu cho riêng anh ngôi nhà trong trái tìm mẹ. Lúc giận hờn trách móc lo sợ mất nhau, xin hãy tự vào vai nhau. Từ đây em không còn khóc, không có nước mắt đen rèn một mình đơn côi. Vì giờ bên em đã có anh sớt chia những buồn vui. Lòng em luôn luôn nguyện ước cho dù năm tháng phai nhạt tình ta vẫn xa. Vượt qua sóng gió cuộc đời, mãi mãi ta là của nhau. Từ đây em không còn khóc, không có nước mắt đen rèn một mình đơn côi. Vì giờ bên em đã có anh sớt chia những buồn vui. Lòng em luôn luôn nguyện ước cho dù năm tháng phai nhạt tình ta vẫn xa. Vượt qua sóng gió cuộc đời, mãi mãi ta là của nhau. Được đón nhận sự hiện diện rất đông đủ của quý vị đại biểu quan khách trở về tham dự lễ tài hôn mừng hạnh phúc cho chú rể Đức Duy và cô dâu Lương Quỳnh. Tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời một vị đại diện cho hai bên gia đình sẽ có từng lời phát biểu. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì chú bác, anh chị em và bè bạn gần xa của hai gia đình và của hai cháu. Lời đầu tiên, cho phép tôi được thay mặt cho hai bên gia đình xin gửi lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn chân thành nhất đối với tất cả các quý vị có mặt trong ngày hôm nay. Kính thưa các quý vị, hôm nay là ngày lành tháng tốt, hai gia đình chúng tôi tổ chức tiệc cưới cho hai con Phạm Đức Duy và Nguyễn Lương Quỳnh. Sự hiện diện của các quý vị, của các cụ, các ông, các bà, anh chị em, cô chị, chú bác và bạn bè gần xa là niềm vinh hạnh rất lớn đối với gia đình chúng tôi. Không biết nói gì hơn, thay mặt cho hai bên gia đình, chúng tôi xin chân thành cảm ơn và xin trân trọng kính mời các quý vị cùng toàn thể mọi người trong tiệc cưới hôm nay cùng nâng cốc để chúc phúc cho hai cháu. Xin trân trọng kính mời. Bên gái kém gì đâu, ngày xuân ta hát câu bền lâu, ta hát khúc sùng vầy cho ngất ngây trời mây. Bà hai đang nói với thầy tam, tôi tính năm mà này đó cưới luôn cho thằng sáu, anh tính cái cho rồi cái tôi với anh đây mằng xui. Ông xui cũng đang nói với bà xui, dâu giới để hiền nó xinh quá chị xui ơi, chứ ngày hôm nay
hai chuyện sắp nhỏ nó xong rồi. Nếu tiện cái tụi mình tính luôn chuyện kỳ với tôi. Trăm năm duyên tình vững bền, thương nhau để trọn đời chung sức xây ngày mai. Tương lai chung một hướng đời, cho nhau niềm vui niềm tin yêu sáng ngời. Cho nhau môi mặn hướng nồng, cho nhau nụ hồng còn chính nguyên phơi phới. Sáng năm cho đời một tin mừng, con cưng đầu lòng là một bé trai thật là ok. Bên gái ai nấy cũng cười thật tươi. Ngày xuân hoa lá khoe màu tươi, muôn sắc huy hoàng tô thắm cho ngày vui. Mừng tân hôn chúc chú rể mới, tôi chúc cô dâu hiền lên mối duyên trầu cau. Cô dâu duyên dáng xinh thật là xinh, bên chú rể hiền xứng lứa lại vừa đôi. Quan viên hai họ chúc mừng, cho đôi vợ chồng nên mối duyên trầu cau. Ô vui quá xa bà con ơi, nhà trai là hăng hái chứ bên gái kém gì đâu. Ngày xuân ta hát câu bền lâu, ta hát khúc sùng vầy cho ngất ngây trời mây. Bà hai đang nói với thầy Tam, tôi tính năm này đã cưới luôn cho thằng Sáu. Anh tính cái cho rồi, cái tôi với anh đây mằng xui. Ông xui cũng đang nói với bà xui, dâu giới rể hiền nó xứng quá chị xui ơi. Chứ ngày hôm nay chuyện sắp nhỏ nó xong rồi, nếu tiễn cho tụi mình tính luôn chuyện chị với tôi. Trăm năm duyên tình vững bền, thương nhau để trọn đời chung sức xây ngày mai. Tương lai chung một hướng đời, cho nhau niềm vui niềm tin yêu sáng. Cho nhau môi mặn hướng nồng, cho nhau nụ hồng còn chính nguyên phơi phới. Sáng năm cho đời một tin mừng, con cưng đầu lòng là một bé trai thật là ngoan. Ô vui quá xa trời ơi, ô vui quá xa chị ơi, ô vui quá xa anh ơi, ô vui quá xa bà ơi. Bà con ơi, say đắm như du hồn em, màu vàng đắm say người yêu
ta chỉ yêu nhau mà thôi. Hoàng tử của em, lòng em luôn luôn nguyện ước
gian nào đó chiều dài nỗi nhớ, có hoàng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình thương. Ở đâu đây nỗi nhớ anh mơ về bên em, ngôi sao như xuống thấp cho ta gần nhau. Đã cùng thắp hương và kính ra tên ở phía bên trong tư gia của gia đình đã xong. Xin mời chú rể cô dâu và hai gương mặt đẹp nhất, lộng lẫy nhất trong ngày hôm nay cùng trở lên sân khấu ra mắt toàn thể quý vị trong ngày trong năm nay. Và trân trọng kính mời chú rể cô dâu cùng với sự hiện diện của hai bên gia đình cùng trở lên sân khấu. Diện sân khấu đó là đại gia đình của chú rể cô dâu, và đặc biệt là hai gương mặt đẹp nhất, lộng lẫy nhất trong ngày hôm nay, chú rể Đức Duy và cô dâu Lương Quỳnh. Xin được ra mắt, kính chào toàn thể quý vị, một tràng pháo tay thật lớn để cùng chúc mừng. Kính thưa quý vị, và ngay bây giờ đó là giây phút tuyệt vời nhất, giây phút yêu thương nhất và giây phút thăng hoa nhất. Xin mời chú rể sẽ trao hoa cho cô dâu trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị. Trân trọng kính mời. Và một tràng pháo tay thật lớn để cùng chúc mừng. Thật tuyệt vời. Thưa quý vị, tất cả của ta là hương, xin trân trọng kính mời hai bên gia đình cùng treo nón. Đây là một nét đẹp truyền thống của dân tộc Việt Nam, trân trọng giới thiệu và kính mời có tay thật lớn để cùng chúc cho hai bên gia đình thiết chặt tình thông gia. Từ bên này có Du Hiền rể Thảo và chúc cho Lương Quỳnh và Đức Duy trăm năm tình viên mãn, trọn đời nghĩa phu thê, hôn thật tuyệt vời. Và thưa quý vị, trong ngày trọng đại của chú rể cô dâu, hai em còn đón nhận những món quà vô cùng ý nghĩa từ phía gia đình. Ngay bây giờ xin mời chú rể cô dâu cùng đón nhận những món quà của ông bà nội. Trân trọng giới thiệu và kính mời ông bà nội của cô dâu trở lên sân khấu dành tặng cho chú rể cô dâu những món quà ý nghĩa trong ngày hôm nay. Ôi thật tuyệt vời, xin được cảm ơn món quà của ông bà nội rất là nhiều. Và xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn nữa ạ. Xin được cảm ơn toàn thể quý vị và cảm ơn ông bà theo. Vâng, thật tuyệt vời, thay lời cho chú rể cô dâu, xin được cảm ơn ông bà ngoài. Món quà rất ý nghĩa dành tặng cho các con yêu quý trong ngày đúng. Những nước trong buồn chảy ra, nước trong buồn chảy ra mãi mãi, núi Thái Sơn vững chãi ngọn.
Vâng, xin mời anh Hà. Cảm ơn bố mẹ rất là nhiều, rất nhiều những món quà từ phía gia đình. Sau món quà của em gái và em trai thì xin mời bác Luyện chuẩn bị. Vâng, thật tuyệt vời, xin được cảm ơn hai em. Và xin mời, sau món quà của bác Luyện thì xin mời cô Hường là bạn của mẹ cô dâu. Vâng, thật tuyệt vời, xin được cảm ơn trong ngày hôm nay. Và nhận rất nhiều những món quà từ phía gia đình, xin được cảm ơn. Cảm ơn toàn thể quý vị. Bác hôm nay trân trọng giới thiệu và kính mời một vị đại diện cho họ nhà trai sẽ có đôi lời phát biểu xin dâu. Trân trọng kính mời. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các cụ, các ông, các bà và toàn thể anh em, cô dì, chú bác trong gia đình, cũng như toàn thể bạn bè nam nữ, thanh niên gần xa của cháu Quỳnh và cháu Duy. Qua các bước tiến hành thủ tục theo nghi thức phong tục tập quán của địa phương, cách đây hơn một tháng, đoàn đại biểu gia đình nhà trai chúng tôi đã có đôi lời phát biểu và xin dâu vì lý do theo tuổi tác của hai cháu. Và theo như sự thống nhất của hai bên gia đình và được sự nhất trí của hai cơ quan chính quyền, hai gia đình chúng tôi long trọng tổ chức buổi lễ thành hôn cho hai cháu Đức Duy và Lương Quỳnh. Thay mặt cho đoàn đại biểu gia đình nhà trai, chúng tôi xin được chân thành cái tình cảm, sự đón tiếp nồng hậu của gia đình nhà gái. Và cho phép chúng tôi một lần nữa xin phép được đón cháu Lương Quỳnh về gia đình nhà trai để tổ chức lễ thành hôn. Và xin thay lời cho đoàn đại biểu gia đình nhà trai, chúng tôi xin được kính mời toàn thể các quý vị đại biểu cùng toàn thể các cụ, các ông, các bà và toàn thể bạn bè nam nữ thanh niên gần xa của các cháu sẽ cùng hành trình đoàn đại biểu gia đình nhà trai chúng tôi cùng cô dâu, chú rể trở về phòng cưới để tổ chức hôn lễ. Thay mặt cho gia đình nhà trai, chúng tôi xin được kính mời và trân trọng đón tiếp. Xin chân thành cảm ơn. Xin được cảm ơn lời phát biểu rất chân thành của vị đại diện cho đại biểu gia đình nhà trai đã có được lời phát biểu xin dâu. Và ngay bây giờ thì trân trọng kính mời một vị đại diện cho họ nhà gái. Kính thưa các cụ ông, cụ bà, anh em nội ngoại hai bên gia đình và bạn bè nam nữ của hai cháu, cháu Duy và cháu Quỳnh, sau một thời gian tìm hiểu được hai bên gia đình vun vén tác thành, hai cháu đã nguyện kết tóc xe tơ và quyết định đi đến hôn nhân. Hôm nay hai gia đình chúng tôi tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu, được đón tiếp các cụ ông, cụ bà, anh em nội ngoại hai bên gia đình trong không khí nồng ấm. Thay mặt họ nhà gái, chúng tôi xin được cảm ơn và kính chúc sức khỏe các cụ, các ông, các bà. Sau đó thì chúng ta sẽ tổ chức rước các cháu về để tổ chức lễ thành hôn. Trong quá trình tổ chức tiếp đón các cụ, các ông, các bà, chắc không tránh khỏi khiếm khuyết. Thay mặt họ nhà gái, chúng tôi được xin các cụ, các ông, các bà lượng thứ và xin cảm ơn, kính chúc sức khỏe các cụ, các ông, các bà. Xin cảm ơn. Anh nhận nàng chào hôn em nhất mình là
chưa đến
của chúng tôi để chuẩn bị chào mừng buổi lễ thành hôn, chúc mừng hạnh phúc trong năm cho bạn Đức Duy và Lương Quỳnh ngày hôm nay. Vâng, và sau đây cho phép tôi xin thay lời cho gia đình nhà trai kính gửi lời tới toàn thể quý vị đại biểu, các cô, cô cao, các bà, chúc toàn thể hôn luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các cô, cô cao, các bà kính mến, như chúng ta đều đã biết rằng Đức Duy và Lương Quỳnh trải qua một thời gian dài tìm hiểu, được sự quan tâm sâu sắc của hai gia đình, sự vỗ về của bầu bạn gần xa, mà cho đến ngày hôm nay chính thức hai bạn Đức Duy và Lương Quỳnh đã nên duyên vợ chồng. Chính vì ngày hôm nay, ngày 24 tháng 11 năm 2019, tức ngày 8 tháng 10 năm Kỷ Hợi, tại hội trường trai chúng ta long trọng tổ chức buổi lễ thành hôn, chúc mừng hạnh phúc trong năm cho hai bạn. Vậy cho phép tôi trân trọng tuyên bố buổi lễ thành hôn xin được bắt đầu. Toàn thể chúng ta xin chào tất cả mọi người. Các cụ, các bà kính mến, và sau đây xin trân trọng kính mời hai nhân vật chính trong sự kiện ngày hôm nay, đó chính là chú rể Đức Duy và cô dâu Lương Quỳnh. Xin trân trọng kính mời hai bạn hãy tay trong tay bước về phía sân khấu. Xin trân trọng kính mời hai bạn. Toàn thể hôn chúng ta hãy cùng nhau ngước nhìn về phía sân khấu nhỏ của chúng tôi để chúng ta ngắm nhìn hai con người đẹp nhất và cũng là hai người hạnh phúc nhất ngày hôm nay, đó chính là chú rể Đức Duy và cô dâu Lương Quỳnh. Và trong thời buổi vô bờ bến này, cho tôi thay lời cô dâu và chú rể xin gửi lời chúc mừng sức khỏe và lời cảm ơn trân trọng nhất với toàn thể quý vị đại biểu, các cụ, các ông, các bà đã dành thời gian và ngọc trở về đây để cùng nhau tham dự buổi liên hoan ngày hôm nay. Kính thưa quý vị đại biểu, để có được ngày hôm nay, cô dâu và chú rể đã phải trải qua một thời gian dài chờ đợi và khao khát. Vâng, bao năm, bao tháng, bao ngày, cô dâu mong chú rể đợi mới có ngày hôm nay. Ngày hôm nay mọi người về đây sum họp cùng vui chung chén rượu chén trà, liên hoan tình cảm đậm đà, mừng cho hai bạn nên duyên vợ chồng. Và ngày hôm nay, trong giây phút thiêng liêng và hạnh phúc này, cô dâu và chú rể sẽ có kỷ niệm cho nhau trong ngày cưới của mình. Cổ nhân xưa vẫn có câu rằng, yêu nhau trao nhẫn cho nhau, về nhà mẹ hỏi qua cầu nhẫn rơi. Và hôm nay ngày cưới em ơi, anh trao nhẫn cưới tức là trao cuộc đời cho em, mong em chọn đạo làm con dâu hiền, còn anh xin làm chọn con thuyền, đưa em tới bến tới bờ vinh quang. Nào xin mời chú rể hãy trao cho cô dâu chiếc nhẫn cho ngày cưới của mình. Ngày vui nhất đời anh, ngày vui nhất đời em, trong chiếc thiệp xinh xinh có tên hai đứa mình, ngàn lời chúc bình an, đôi bàn tay siết chặt, hai chiếc nhẫn kết lại minh chứng cho ngày vui nhất. Xa xa trong giấc mơ anh vẫn. Cảm ơn rất nhiều. Đúng là những mừng cho hai họ nối thông gia, dâu hiền chọn nghĩa vui lòng mẹ, và rể thảo chọn tình với công cha. Kính thưa quý vị đại biểu, những gì khao khát nhất của các bậc làm cha làm mẹ ngày hôm nay đã thành hiện thực. Cả cuộc đời nuôi con khôn lớn và trưởng thành, các bậc làm cha làm mẹ ngày hôm nay, con đã đi lấy vợ và con cũng đã đi lấy chồng, có những món quà vô cùng thiêng liêng dành cho các con. Tôi xin trân trọng kính mời mẹ của chú rể lên trao quà cho các con. Vâng, xin trân trọng kính mời bà. Phúc của Đức Duy và Lương Quỳnh, những món quà ngày hôm nay về vật chất chỉ là rất đơn sơ thôi, nhưng là tất cả những gì yêu thương nhất bố mẹ muốn mắn. Đúng là đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ. Cao các bà kính mến, ngày hôm nay em đã đi xây dựng gia đình và chị gái cũng có món quà dành cho hai em. Xin trân trọng kính mời hai anh chị lên trao quà cho các em. Trân trọng kính. Con ơi, con chúc gì cho con ạ? Rồi, xin cảm ơn. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các cụ, ông bà kính mến, ngày hôm nay đại gia đình chúng ta đang tận hưởng một niềm vui vô bờ bến, được sự ứng kiến hạnh phúc của Đức Duy và Lương Quỳnh. Và những món quà ngày hôm nay vô cùng ý nghĩa, chị cũng cầu chúc cho các em mãi mãi hạnh phúc.
nếu còn ai có trong chương trình chắc là xin tiếp tục trao quà cho các con trong buổi chiều nay. Chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn cho những món quà vô cùng ý nghĩa của đại gia đình trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. À. Em gái, vâng, hai em gái của chú rể. Và giờ lúc này cô dâu và chú rể đang vô cùng hạnh phúc, đón nhận được rất nhiều món quà vô cùng ý nghĩa trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn. Chú rể Đức Duy. Và ngày hôm nay tất cả các bậc làm cha làm mẹ của gia đình nhà gái, các cụ cao các bà đã đưa cô dâu trở về tại tư gia của gia đình nhà trai. Trong giờ phút hạnh phúc vô bờ bến này, tiếp theo chương trình trong buổi lễ thành hôn, tôi xin trân trọng kính mời một vị đại biểu đại diện cho gia đình nhà gái lên có đôi lời phát biểu. Vâng, xin trân trọng kính mời vị đại biểu khách quý, thưa các cụ ông cụ bà, anh em nội ngoại hai bên gia đình và bạn bè nam nữ của hai cháu. Cháu Duy và cháu Quỳnh sau một thời gian tìm hiểu được ông Tơ và nguyện xe duyên, hai gia đình vun vén tắc thành, hai cháu đã nguyện kết tóc xe tơ và quyết định đi đến hôn nhân. Hai gia đình cũng đã làm các thủ tục cần thiết theo phong tục tập quán và theo quy định của pháp luật. Chọn ngày lành tháng tốt, hôm nay hai gia đình tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Trong quá trình tổ chức đón rước dâu và tổ chức lễ thành hôn của hai cháu, gia đình họ nhà gái chúng tôi được các cụ câu các bà ở nhà trai tổ chức đón tiếp chân tình và trọng thị. Thay mặt họ nhà gái chúng tôi xin được cảm ơn và kính chúc sức khỏe các cụ công các bà mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, và xin được cảm ơn các cụ câu các bà đã đón tiếp họ nhà gái chúng tôi. Mong rằng cái tình cảm giữa hai gia đình thông gia ngày thêm bền chặt, và cái tình cảm của các cháu sẽ sớm trở thành dâu hiền và rể thảo để phụng dưỡng gia đình bố mẹ đôi bên.
cuối cùng xin kính chúc sức khỏe của các cụ công các bà và chúc các cháu trăm năm hạnh phúc. Xin được cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn ông rất nhiều. Chương trình, tôi xin trân trọng kính mời một vị đại biểu đại diện cho gia đình nhà trai lên có đôi lời phát biểu và cảm ơn toàn thể quý vị đại biểu. Vâng, xin trân trọng kính mời. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể các cụ, các ông, các bà và toàn thể hội hôn. Qua một thời gian nhất định, trong không bầu không khí thật là sôi nổi, sôi động, vô cùng phấn khởi của trong ngày hạnh phúc của hai cháu của gia đình chúng tôi. Cho đến giờ này, có thể nói là buổi lễ thành hôn của hai cháu Đức Duy và Lương Quỳnh thành công rực rỡ. Thay mặt mình nhà trai, chúng tôi xin được chân thành cảm ơn sự hiện diện của các quý vị đại biểu cùng toàn thể các cụ, các ông, các bà và bạn bè nam nữ thanh niên gần xa và tổ dân phố phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, cùng với sự nhiệt tình phục vụ của ban nhạc và những lời ca, tiếng hát đã phục vụ cho hai cháu. Trong quá trình đón tiếp của gia đình chắc chắn không thiếu sót những thiếu sót, và kính mong các quý vị đại biểu cùng toàn thể hội hôn dành cho gia đình nhà trai chúng tôi hai chữ đại xá, được lắng nghe sự chỉ bảo chăm sóc của hai bên gia đình và sẽ phấn đấu trở thành dâu hiền rể thảo con ngoan của gia đình, và cũng sớm báo tin vui để hai gia đình bố mẹ ông bà có cháu bé cháu bồng. Một lần nữa xin kính chúc các quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể hội hôn lần kính chúc sức khỏe và bác chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn ông rất nhiều. Chúng ta vừa lắng nghe lời phát biểu từ đáy lòng mình của một vị đại biểu đại diện gia đình nhà trai trong buổi trưa ngày hôm nay. Từ đáy lòng của ông cảm ơn sâu sắc sự diện có mặt của toàn thể quý vị đại biểu, các cụ, các ông, các bà đã dành thời gian và ngọc trở về đây để cùng nhau tham dự buổi lễ thành hôn ngày hôm nay. Và đặc biệt trong buổi lễ ngày hôm nay, trong giờ phút hạnh phúc vô bờ bến này, chắc chắn rằng trong khu đón tiếp không thể nào tránh khỏi thiếu sót. Rất mong toàn thể quý vị đại biểu, các cụ, các ông, các bà hãy chín tỏ làm 10 thông cảm cho gia đình chúng tôi. Chúng ta tất cả vì hạnh phúc và tình yêu của cô dâu và chú rể. People smile, I begin smile.